16. Phải luận vọng kế chấp kiết tưởng. Như có Sa môn hoặc Bà la môn khởi kiến như vậy, lập luận như vậy. Nếu ở thế gian nhật thực, nguyệt thực, tinh tú vận hành sai lệch, thì việc mong muốn đều không thành tựu. Nếu tùy thuận theo nhật nguyệt tinh tú kia, thì điều mong muốn đều thành. Vì nghĩa đây nên phải tinh cẩn cúng dường nhật nguyệt tinh tú, đốt đèn tụng chú, trưng bày cỏ tranh, quả tần loa. Đây là những kẻ ngoại đạo, xem tính nảy giờ đã tạo ra vọng kế chấp như vậy.